lên 3 đi đứng bình thường, và một đứa trẻ 13 tuổi thì chỉ như là một đứa trẻ lên 3 phải ngồi lột thổm ở trong một cái sọt nhựa được bà nội chở đi chợ, đi học. Anh không cần tiếp chị và gom lưỡi cùng với bà nội hàng ngày. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ có mặt tại huyện Vị Thủy của tỉnh Hậu Giang. Và đây là một cái con sông Sà No. Đối diện con sông này là một cái khu chợ. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ cùng với các anh em đang có mặt tại một cái khu chợ Chồm Hổm thuộc huyện Vị Thủy á, để chia sẻ về hình ảnh của hai bà cháu, đó là bé Kim Chi và bà nội của mình, trong buổi bán những cái rau muống nè, tan và dưa leo hái từ ngày hôm qua. Và để hiểu thêm cuộc sống của hai bà cháu ở gông gũi ở giữa chợ bán hàng để mà mua sinh như thế nào, thế nào, thì mời cô bác quý chị cùng theo Bùi Hồ ha. Kim Chi có đi chợ và có chở bé đi nè. Đây là một cái việc hàng ngày của hai bà cháu luôn. Trong khi bé thì lọt khổm ở trong một cái sọt nhựa như thế này, thì bà nội treo những lỏng lẫn dưa leo nè, rau lan nè. Cô bác có thấy lạ không? Rồi chào Kim Chi ha. Chào Kim Chi. Chú chào con nha. Đi chợ với bà nội đúng không? Vui không? Hôm nay là ngày chủ nhật này, không có đi học thì lại đi chợ với bà nội. Bán ở đâu rồi cô? Chạy hay là đi ấy? Cô chạy xe hay là phải chạy dắt cái vòng vòng gì đó rồi giao bà con ai mua. Có thấu tiền. Dạ thôi cô bán đi ha. Dạ dạ. Đây là một cái chiếc xe đạp. Mà vô đây rồi đứng cái chân ngã ba này nè, rồi cái người ta đi qua đi lại, cái người ta mua thường ra đứng ngã ba này bán. Dưa leo đó nhiêu bịch cô? Dưa leo 6.000. 6.000 bịch hả? Rẻ ha. 1 ký. Ở đây ở Hậu Giang này á là chuyên bán những cái bằng những cái chiếc xe đẩy như xe đạp như thế này luôn á. Rồi thôi con mời cô. Cô đi bán đi. Đây là một hình ảnh khá là xúc động khi bà nội đi bán thì cháu cũng đi theo. Và người ta lại bắt gặp hình ảnh như thế này. Đây là một hình ảnh khá quen thuộc của bác anh chị. Ăn rau muống không? Ăn rau muống không vậy? Vậy ra tiếp coi. Rồi bữa nay. Bữa nay ăn cái gì không? Dạ đi cho anh. Quên. Cái này thì công việc này á thì khoảng 6 giờ tiếp mới giao ơi. Đến 7 giờ thì bà nội sẽ biết tiếp đi học thì bà nội đi đi bán luôn. 13 tuổi rồi. Đây. Giao cho cô ơi, bà ơi, giao tiếp con bà. Chú mua rau muống chưa leo vậy ông chú? Mua rau tiếp con ơi, đi rau muống 5.000 đoạn nè. Đây là một cái khu chợ, giống như chợ Chồm Hổm á cô bác anh chị. Ở đây họ bán rất là nhiều đồ ha. Đây nè, có con heo bên đây nè. Mua rau tiếp. Bà cô là bà nội của Kim Chi á, thì ngày hôm nay chị bán dưa leo nè, treo lủng lẳng dưa leo. Da mẹ nó bỏ nó rồi. Rau muống ở với bà nội nhỏ lên. Bán thì đồ gãy thì nó không có lời bao nhiêu hết á. Bữa nay hình như người bán nhiều người mua ít á ta. Bán rau trong hình á. Bán rau không à? Hả? Bán rau không à, mua tiếp lọn ơi. Rau muống 5.000 lọn à, mua tiếp lọn ơi. Có một con chợ. Máy bỏ. Vậy hả? Chị có giỡn nó không? Ừ, nó giỡn. Đang giỡn nữa nè. Một cô bé 13 tuổi. Không đi được không mà. Tại cái giò nó cong. Ngồi lột khổm giữa một cái gỗ như vậy á. Mình cũng thấy khá là đáng thương ha. Nó cong á. Nó
chị, mua rau tiếp em chị. 5.000 rau muống. Có một người mua rồi. Rau muống thì cũng khá là ngon luôn. Rau muống này mà cô bán cũng chua rồi, nó ăn chua hoặc là ăn sống thì cũng ngon lắm. Chỉ có 5.000 đồng một bó thôi. Đây con. Bé nó là học lớp trường nè, con đó cô. Trường mình xong đúng không? Rồi. Học lớp mấy rồi cô? Lớp 7 rồi cô. Lấy cái bọc nào bỏ vô. Giờ lấy lộn cái bọc này nhỏ nữa này. Bọc nhỏ nữa này. Ghét luôn. Nó một bọc rồi. Đi qua đây nè. Ủa à, cô đưa cháu à, con gì đi học mà biết tôi vậy? Cô quay lên một tiếng cái con nó thấy cái bạn nó học trường con. À. Cô rau nè, cô 5 dạng lọn à, tiếp đây. Bữa nay chủ nhật cả ông mà nhổ rau đi bán. Thường thường lên trường thì bán hết à. Ai đi qua lại cũng đựng nó chơi. Qua đây mấy cô này ha. Cha có gì mà mua tiếp lọn đi. Mua tiếp em hả chị? Đối với những người buôn bán bình thường á thì ở sau lưng cái sọt của kim chi ngồi á là sẽ thêm một mớ rau nữa. Nhưng thay vào đó là cái sọt đó thì cô lại chở cháu của mình. Rồi, cảm ơn chú nha. Đây bọc quên. Cái bọc là tận dụng lại từ những cái bọc mà đã qua sử dụng á, chứ không phải là cái bọc mới nữa. Tại vì nếu như mình những cái bọc mới á thì phải tốn tiền mua thêm nữa. Rồi luôn, bọc không có hà tiện đâu. Con cầm bọc kìa. Thấy 5.000 vàng ơi. Thấy 5.000. Rồi, chúng ơi, chúng ơi. À, đây là một chợ thuộc huyện Vị Thủy của tỉnh Hậu Giang. Khu chợ này vẫn còn giữ được một cái nét của mộc mạc của miền Tây. Và đặc biệt đó là một cái khu chợ chồm hổm với cô bác anh chị. Rau muống đột lan chưa leo. Có đột lan nữa nè. Còn bốn tôi mở hàng đắt tới ớt xương không? Dạ. Có rau lan nè, 4 lọn nè, còn 10.000 rau lan nè. Đây rau lan đưa đây. Đây. Chú gỡ nè, chú lấy giùm đi. Uống nhỏ ra không được. Rồi quẹo qua luôn. Ừ, quẹo qua luôn. À, rồi được rồi. Cho đậu đây nhờ chút coi. Đây là một hình ảnh tương phản của bác anh chị. Một đứa 13 trẻ tuổi rồi đó à. Chị mới lên 3. Đi đứng bình thường. Và một đứa trẻ 13 tuổi thì chỉ như là một đứa trẻ lên 3. Phải ngồi lột thổm ở trong một cái sọt nhựa được bà nội chở đi chợ, đi học. Ăn không cân tiếp chị ơi. Và gom lưỡi cùng với bà nội hàng ngày. Không biết người ta nhỏ lớn. Cái nhìn ngơ ngác của Kim Chi làm cho mọi người cảm giác như là rất là thương. Mấy cô vô mấy bà này cạch. Chị ăn xôi không gì cho kìa, nó không ăn. Ờ, nó không chịu ăn. Ăn bánh mì không? Không luôn, không ăn luôn. Nó ít có ăn gì lắm.
tới chị ơi. Dạ. Rất là nhiều cô chú anh chị ở đây không biết được là bé Kim Chi đã 13 tuổi rồi con. Ở Di Thủy mình 13 tuổi. Mình không có chỗ bán sao mình phải đây? Mình phải đẩy tới đẩy lui à, cô. Vậy chứ hồi nó về sớm là hết à. À đâu có chỗ đâu ha. Đâu có chỗ ngồi, chỗ ngồi là mình phải mướn. Dạ. Chỗ ngồi là mình phải mướn một ngày gì đó 70-80. Phải mướn ha. Ở đây người ta có chỗ ngồi là mình phải mướn. Còn nhiều không? Hả? Còn nhiều không? À, còn có hai đoạn rau muống với mấy bọc dưa leo à, không sao chạy về sớm là hết à. Qua xong đây nè, rồi chạy về về sớm. Đi mấy cây số cô, từ nhà đi đến đây mấy cây? 2 cây rưỡi. Có hai cây tới trường mới 2 cây rưỡi. À 2 cây hả? Tới trường mới 2 cây rưỡi. Rồi hai bà cháu sáng ăn gì chưa? Chưa, Kim Chi nó không chịu ăn nè, nó đi theo cái này, nó để mua nước ngọt đang đi học. Đi theo đang nhắc bà nội mua. Chứ mà đòi ăn bánh xèo rồi thôi, để mua ít 100g tép về đậu bánh xèo cho nó luôn, sẵn đi chợ luôn á. Để mua cái gì cô? À, nó đòi ăn bánh xèo, mua ít 100g tép về đậu bánh xèo. À. Kim Chi ơi, đi sớm giờ có mệt không con? Vui không? Vui là được cùng bà nội đi mỗi ngày ha. Sáng nay nếu như mà bán hết là mình được bao nhiêu tiền? À, gì vậy? Bán hết này chắc cỡ khoảng 100 ngàn trở lên. Một hả? Bán hết trơn là khoảng 100 trở lên. 100. Hồi sáng giờ cô bán được nhiêu rồi? Để đếm tiền ra Kim Chi. Đếm tiền ra được nhiêu rồi con? Hết đô. Tiền nội nãy 20 mấy ngàn hà. 1, 2, 3, 30 rồi. Để 20 nữa 5. 60 ngàn hà. Còn nhiều. Này tiền của tôi 60 ngàn rồi. 60 ngàn còn nhiêu nữa? Bịch này là nhiêu nè? À, bịch 6 ngàn, bịch 6 ngàn có 1 bịch 1 10 ngàn hà. Còn 3 bịch 6 ngàn chứ còn khoảng đủ. Ờ, mình đi ra đường đi, có gì tụi em ủng hộ thêm cho. Hôm nay cũng trở về lại Đồng Tháp rồi. À. Tôi thấy bán nắng quá. Đến giờ được 60 ngàn hả? 60 rồi. Này phải trở về ở quê nữa, ở nhà chạy vòng vòng về là hết, khoảng 60 nữa. Khoảng 40 nữa không? Bịch này là 6 ngàn, mấy bịch? Này 3, 6, 18, 28 ngàn. 24 ngàn. 4 bịch. 38 ngàn hả? 38 ngàn hả? À, không tới 40. Tới 100 ngàn. Trời, bữa nay đáng không tới 100, còn 2 ngàn nữa. Khổ quá ha. Thôi, ra ngoài đường đi. Rồi. Đi dài về sớm bán hết trơn hả? Rồi, đội nón lên rồi. Đợi không con? Ít chịu đội nón. Ít chịu đội nón hả? Đội nón có chịu không? Anh em tụi mình sẽ mua hỗ trợ cho cô, vì đâu đó gần bây giờ cũng đã nắng lên rồi. Ôi trời ơi. Cái xe này là gắn bó với cô bao nhiêu năm rồi? Xe này thì 3 năm rồi. Ba năm rồi. À, năm bé nó học lớp 5.
Dạ. Xe này là cô mua nhiêu tiền? Xe này nhỏ ở xóm mà nhà của chị Mười bà con có đứa nước ngoài á. Rồi đợi cái nó về chơi cái nó thấy chạy chiếc xe đó cũ quá thì bé ngồi nữa cái nó thấy vậy cái nó mua nó cho. Người ta cũng cho luôn đúng không? Cho luôn. À, nó chở mình ra Vị Thanh mua luôn, lựa cái nào nó lấy cái nấy, cái này 1,6 triệu nè. À, 3 năm trước đó. 3 năm về trước rồi. Đã khổ từ 3 năm về trước đến giờ vẫn còn khổ. Đúng không? Chiếc xe này là gắn bó với cô là 3 năm, còn chiếc xe ở nhà là bao nhiêu năm? À, xe ở nhà là 10 năm rồi đó. Xe nhà 10 năm. Cái xe đó bị hư hay sao cô? À, xe nó bị hư rồi. Dạ. Mà cũng còn sửa lại đi bán rau đồ lai ra vậy đó. Nó chứ chở bé thì sợ nó bị gãy bất tử. Vậy là xe này 3 năm, xe kia 10 năm là bé Kim Chi 13 tuổi là 13 năm. À. Đó, rồi đó là chiếc xe đó là hồi đó ông Cóc nó còn sống mà cái ông mua cho cái thằng cha của con nhỏ này. Rồi nó đi cái nó bỏ lại rồi sẵn nó đi chở nó đi khám bệnh đồ qua xã là đi bằng xe đó không á. Giờ thì đi xe này. Mà con thấy là cô phải đẩy xe tới lui á, dắt xe tới lui á để mà bán là mình không có chỗ bán thì sao? Không có chỗ bán, dắt tới lắc lui vậy đó là bán vậy đó. Còn đi không có nhỏ này thì tôi chạy bán ở shop. Rồi lúc mà đi học á thì cô bán như thế nào? Bé Kim Chi đi học á? Đi học thì đưa nó lại trường. Rồi cô giáo mấy thầy đồ ủng hộ nhiêu còn nhiêu cái khách bộ qua đây, khách đi bộ vậy đó. Bỏ chiếc xe bệnh sợ đi dọc đường mưa cái ướt bá này nè nó không ngồi được. Thì khách bộ qua đây mấy bà đó quen chứ không à, có bà ta mua nhiều lắm rồi. Bà mới mua tôi hôm qua rồi bữa nay mấy bà không mua. Có nghĩa là mua ủng hộ biết hoàn cảnh của mình đúng không? Đúng rồi. Ủng hộ nhiều lắm. Dạ. Yeah. Đây này cột lủng lẳng. Thay vì là những cái chỗ này á là người ta sẽ để gâu, còn cô thì để cháu của mình lên. Đúng không? Ra đường gì thì người ta có nói tại sao cô không để cháu của mình ở nhà mà phải đưa đi chợ vậy không? Không, người ta không có hỏi vậy mà người ta nói mình á là đi bán rau mà còn đèo cháu theo cực khổ quá, cho nó đi đặng nó thư giãn để học một tuần, học 7 ngày rồi. Rồi cái ngày chủ nhật nữa không cho cháu nó đi á thì tội nghiệp nó nhầm lên tội nghiệp. Người ta biết hết trơn à, chợ này người ta biết hoàn cảnh hết trơn à. Dạ hả? Đi theo rồi cái người cho ở đi vô phía trong á, cái đường đó đi thẳng vô. Người cho bọc bánh, rồi người cho chai nước. Người ta cũng cho nó rồi lai gai gì hoài đó. Mà ít chứ chở nó đi lắm. Tại bữa nay đồ ấy rồi chứ mà nó nói để con đi theo con nhắc bà nội mua đồ về bằng bánh ăn. Mà cũng thường xuyên đi chợ với bà nội đi lâu lâu đi cho vui chứ ở nhà hoài cũng buồn. Lâu lâu rồi nó đòi đi vậy đó đi chạy dạo, hồi chạy về không mua gì cũng chạy tới chợ rồi chạy về. Thích đi với bà nội không Kim Chi? Sáng nay đi chợ thấy gì sao? Vui. Hả? Vui. Vui ha. Vui nhiều không? Rồi bữa nay là có lấy tiền của bà nội ăn kẹo không? Không. Cũng ngoan quá à, không có nói gì hết trơn á. Không có chạy nhảy, không có nhảy nhót gì á. Dân dân dạ dạ rất là lễ phép. Thấy bà nội bán có cực không? Cực. Cực ha. Rồi ngồi như vậy có nắng nóng không? Dạ không. Không hả? Rồi có bao giờ là có cầm bịch dưa leo này nổi không? Không có cầm dưa leo nổi luôn, cục bột dao sao cầm không nổi luôn, nó chỉ là dưa leo. Trời ơi, cái chén cơm nó bưng còn không được nữa. Chén cơm bưng không được luôn. Nó ngồi cái tay này nè, nó bung thấy tội nghiệp lắm. Dạ. Yeah. Rồi tôi thấy gì tôi mới đút cơm cho nó ăn, rồi bữa rồi tôi mới ăn. Dạ. Yeah. Chén cơm nặng quá tay rung ha. Nó bưng rồi cái tay nó rung nè. Cầm cuốn sách hôm qua thấy thương ghê á. Cuốn sách bự hơn luôn. Mà chỉ có thầy nó cho bánh rồi đó trung thu với bánh mía rồi đó nhà cái nhỏ nhỏ gì đó nhà bỏ đó lấy cái kéo để đó cho nó rồi nó bán như vậy thì mấy giờ mới đi hái rau cô? Bán vậy mấy giờ mới đi hái rau? 1 giờ mới đi về, đi buổi chiều 1 giờ là rau đi rau cô mua tiếp
dưa leo. Dưa muốn bán 5.000 lọn nè cô. Là có nhiều người hỏi nhưng mà người ta không biết, người ta cũng không mua ha. À. Có bà giả giá 2.000, 3.000. Dạ. Có 5.000 mà trả 2.000, 3.000. Có người nó trả 2.000, 3.000 như dưa leo nè, qua bến đò đứng đợi mấy chú nè, là đứng đó qua bến đò đứng mới có chút xíu bà kêu bả ra chứ bà. Hỏi nhiêu vậy cô, nói 6.000, người ta bán 7.000 mà mình bán 6.000, tại vì mình cân gì không có lựa. Cái này là bao nhiêu một ký? Cô bán một ký. Cái này cái rưỡi. Không, bột này là 1 ký là 6.000 anh. À bột này 1 ký là 6. Còn cái này là 10.000 hơn 1 ký. Ký có 6.000 hả? Dưa leo này là cô trồng rồi cô hái hả? Trồng. Nên là nữ là bán có 6.000 ký thôi trời. Mà bà kia nói ôi trời ơi 4.000 đi, ai đâu mà bán mắc như bà vậy, nói thôi vậy gì. Con bán không được tại vì nhà con bán 6.000 thôi. Trồng là đất, là không phải là đất nhà, đất của hàng xóm cho mượn một khúc đúng không cô? Người ta trồng lúa ở dưới, ở trên có cái bờ kinh á. Dạ. Người ta cho, ta thấy gì nè, người ta cho, người ta cho phân luôn nữa. Cho phân luôn? Ừ, tiệm ông Sách á. Dạ. Ông Sách không làm gì trong này nè, trong sở tư pháp. Nên thành nữa là ta thấy thương, ta cho cái cây cần câu để mình có thể mình trồng trên đó, để mình hái. Nói chung gà ở xóm này thì tiền người ta không có cho, mà như dạng như năm thi chúng ta cho gạo, rồi người ta cho mình mượn đất, mình cái đầu cái bãi xúc phân, phải cho mình vài ký gì đó cho mình trồng, rồi có này có kia, mình đi bán, vậy đó. Như hết mùa dưa leo rồi mình trồng cái gì cô? Thì hết mùa dưa leo này chắc dòng lại vàng đậu que hay đậu đũa gì á. À, vậy là mình trồng vàng bò hết loại này tới loại khác ha. Bà cũng mới cho mượn hồi khoảng 2-3 tháng nay. Mình không có đất nhà đúng không? Chỉ có cái nền nhà mình ở thôi. Nền nhà đó mẹ cho thôi chứ cũng không có luôn. Ngày hôm nay anh em của tụi con có thấy được cái hình ảnh và cũng chia sẻ cái hình ảnh này cho quý cô bác anh chị xem. Một người nội phải bỏ đứa cháu mình vào cái sọt để mà lang thang ở chợ bán để mục đích là kiếm tiền mưu sinh nuôi cháu của mình. Quên đi cái sự khó khăn cũng như là cái sự mệt nhọc và thậm chí là bệnh hoạn trong cơ thể nữa đó. Nên thành nữ là con đến đây để mà con ủng hộ hết cái phần này. Cô lấy ra đi, bỏ vô bọc đi, con ủng hộ hết cho. Dạ, dạ cảm ơn ha, lấy ra cái này. Rồi bỏ vô đi con. Cho hai bà cháu về sớm. Cảm ơn luôn mấy chú. Dạ. Này, này là vườn không đến đổi tệ đâu. Dạ. Bốn bịch bốn cái đi làm ha. Để lấy phụ. Dưa leo này cũng ngon lắm. Dưa leo này không có không đến đổi tệ gì đâu. Không đến nổi tệ đâu. Không đến nổi tệ là sao? Không đó. Ai mua thì tự người ta rút lên vậy đó. Chứ mắc nó ở đâu có mà. Con muốn? Con hay là cháu? Dạ cháu nội con nghe chú. Con muốn có bịch khác. Rồi lấy cái bọc bự bự đi. Rồi giờ cái lại này là người ta mua là người ta tự rút thôi. Dạ dạ. Cho lấy lộn cái bọc này rồi xỉu rồi. Thôi, thôi đi cầm luôn cho. Vậy chị làm ơn cho em cái thôi, bọc. Khỏi đi, khỏi đi. Dạ dạ khỏi đi cô. Dạ. Con muốn này ngon á. Này là chấm rau là hết sảy luôn. Lỏng thôi. Ở này là chấm lẩu, chấm cá. Đây rau muống này chấm cá. Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Đây, cái đó lấy chú 30.000 thôi, trả 30 thôi. Đây. Gửi cho bé. Bây giờ đưa cho bé nó thầu cho. Thấu cho. Không gửi hết luôn. Vậy cảm ơn chú đi con. Vậy bữa nay bán trúng bánh rồi hơn 100 rồi. Hơn 100 rồi, bữa nay gần 200 rồi. Rồi cái này. Bữa nay trúng bánh này vui không? Cái này là các anh em gửi tặng cho của Úc Đồng Tháp. Gửi tặng cho bánh nè. Sữa kẹo đầu đó con, mở ra cho bé. Ây da, mở ra coi. Úc Đồng Tháp làm bí mật quá, Úc Đồng Tháp ơi. Hôm nè nó nói sáng bà nội đợi con thấy sớm làm con đi chứ. Này mấy anh em không biết mua gì để tặng cho bé thì mua cái này thì cho bé sử dụng nè, gồm có bánh nè ha,
Napati, rồi rồi sữa. Ồ, cái gì cũng quý hết trơn á. Bây giờ nói chung ra là nó mét kim chi mà ai muốn gì cho là cũng quý hết. Dạ đây. Dạ. Ai cho gì cũng quý hết. Con rồi, cảm ơn. Xin cảm ơn mấy chú con. Sẵn đúng đây như là, là ai cho cái gì là mừng cái nấy đó. À, con xin phép là thay mặt là bạn Yến ở Mỹ gửi cho cô 500 nghìn để lo cho bé việc ăn uống ha cô ha. Rồi, cảm ơn các mạnh thần quân và cái mấy chị có lòng hảo tâm đến giúp đỡ bé chị, mình rất cảm ơn. Dạ. Thôi cũng mong là mọi người sẽ bán sẽ hai bà cháu sẽ về sớm và mau hết hơn ha. Cảm ơn mọi người đã xem video clip. Còn bây giờ thì các chú về nha. Hôm nào gặp lại. Dạ con. Dạ con. Dạ. Cũng gặp rồi. Hôm nào gặp lại nha. Dạ, bye bye. Bye bye đi. Bye bye cô chú đi. Bye bye nhiều nè, nó khóc mà nó cũng khóc. Ba chú không? Đây nè, bye bye đây nè. Hai chú đi. Rồi. Rồi bây giờ thì tất cả chắc có lẽ là các anh em sẽ về lại Đồng Tháp và ngày hôm nay thì đến này về nhà mà chấm cá kho là hết sảy luôn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau ha. Bye bye bà nội.